Trong hai ngày, mùng 2 tháng 1 và mùng 6 tháng 1 năm 2016, Trung Quốc đã liên tục điều 3 máy bay tiến hành các đợt bay thử tới đường băng mới xây dựng trái phép trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là bước leo thang của Trung Quốc, chuẩn bị cho các bước tiếp theo nhằm thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông. Từ cuối năm 2013 đến nay, Trung Quốc đã chi hàng tỷ đô la điều nhiều tàu vận tải, tàu công trình và máy xây dựng ra các bãi đá mà nước này chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa, xây dựng các đảo nhân tạo với diện tích gấp hàng trăm lần so với ban đầu. Trên các đảo nhân tạo mới hình thành, Trung Quốc đã xây dựng hàng loạt công trình gồm các tòa nhà cao tầng kiên cố, các trạm anten, radar, cầu cảng lớn. Đặc biệt, tại đá chữ thập, Trung Quốc đã tăng nhanh diện tích và khởi công xây dựng đường băng. Đến tháng 9 năm 2015, Trung Quốc đã hoàn tất đường băng có chiều dài 3.125m, rộng 60m, đủ khả năng phục vụ các loại máy bay cỡ lớn. Ngoài đường băng, Trung Quốc còn khẩn trương lắp đặt các hệ thống anten và xây dựng một số công trình phục vụ kiểm soát không lưu. Việc điều các máy bay thực hiện một số chuyến cất hạ cánh trên đá chữ thập là bước đi mới nhất trong chuỗi các hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thực hiện ý đồ biến Biển Đông thành ao nhà của nước này. Nhiều nước trên thế giới cũng đã bày tỏ quan ngại về bước đi leo thang của Trung Quốc và đưa ra những tuyên bố phản đối mạnh mẽ. Philippines và Việt Nam đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc, khẳng định hành động của Bắc Kinh đang làm gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định khu vực, đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Trước sự phản đối mạnh mẽ của các nước, Bộ Ngoại giao và Truyền thông Trung Quốc đã đẩy mạnh tuyên truyền ngụy biện cái gọi là những lợi ích mà đường bay trên có thể mang lại cho người dân các nước. Trung Quốc còn trắng trợn cho rằng hoạt động bay nói trên là bình thường vì hoàn toàn được tiến hành trong phạm vi lãnh thổ của Trung Quốc. Tuy nhiên, những lập luận của Trung Quốc hoàn toàn không có cơ sở. Giới quan sát quốc tế chia sẻ nhận định rằng các vụ bay thử của Trung Quốc vừa qua là hành động có tính toán rất kỹ lưỡng, nằm trong chiến lược của Trung Quốc nhằm thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông. Hành động của Trung Quốc đang đặt ra nhiều nguy cơ đối với môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Trước hết, hoạt động thử nghiệm bay của Trung Quốc vi phạm quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và đe dọa nghiêm trọng an ninh, an toàn hàng không quốc tế. Theo thông báo của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, trong thời gian từ ngày 1 tới ngày 8 tháng 1 năm 2016, Trung Quốc đã thực hiện tổng cộng 46 chuyến bay vào vùng thông báo bay Hồ Chí Minh để tới đá chữ thập mà không thông báo cho cơ quan quản lý bay của Việt Nam. Hành động trên của Trung Quốc tạo ra nguy cơ va chạm do mật độ giao thông hàng không ở khu vực nằm trong số những nơi nhộn nhịp nhất thế giới. Việc đưa máy bay ra đá chữ thập rõ ràng là một hành động đơn phương tiếp theo của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng, biến việc xây dựng đảo nhân tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng ở Biển Đông thành sự đã rồi. Hành động của Trung Quốc đang làm phức tạp thêm tình hình, gia tăng căng thẳng ở khu vực, đe dọa hòa bình và cản trở các nỗ lực ngoại giao để giải quyết tranh chấp. Trung Quốc luôn bao biện rằng việc thử nghiệm bay tới đá chữ thập là hoạt động dân sự bình thường. Song, giới nghiên cứu lại cho rằng hoạt động trên thực chất là bước đệm để Trung Quốc tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự và tiến tới thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục bố trí các hệ thống radar cảnh báo sớm và hệ thống thông tin liên lạc quân sự tại đá chữ thập. Theo nhà nghiên cứu Leszek Bezinski thuộc Đại học Quốc gia Australia, bước tiếp theo của Trung Quốc sau khi đã thử nghiệm với một vài chuyến bay là họ sẽ đưa một số loại máy bay chiến đấu như Su-27 và Su-33 ra thử nghiệm và bố trí các máy bay này hiện diện thường trực tại đảo nhân tạo. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore nhận định, khi các công trình này đi vào hoạt động, việc Trung Quốc đưa ra những cảnh báo với các máy bay quân sự và dân sự sẽ trở thành thường xuyên. Đây là những tiền đề cho việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông hoặc một vùng nhận dạng phòng không trên thực tế nhưng không cần tuyên bố. Ngay tại Trung Quốc, trong một bài phỏng vấn trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, tướng về hưu Từ Quang Dụ, cục
cũng công khai thừa nhận. Không sớm thì muộn, máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ cất cánh từ sân bay này. Nhiều khả năng sẽ là vào đầu năm 2016. Bên cạnh đường băng trên đá chữ thập, dự kiến đến cuối năm 2016, Trung Quốc sẽ cơ bản hoàn tất hai đường băng lớn khác trên bãi Subi và bãi Hoàng Khang. Khi đó, cùng với sân bay trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc sẽ có 4 sân bay cỡ lớn ở Biển Đông, có thể sử dụng cho các máy bay tiêm kích hiện đại và máy bay ném bom chiến lược, cho phép Trung Quốc tổ chức nhiều hơn các hoạt động tuần tra, kiểm soát các hoạt động hàng hải và hàng không ở Biển Đông, bao quát khu vực rộng lớn từ căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam, ở Tây Thái Bình Dương đến khu vực Ấn Độ Dương. Hans Christensen, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ: các đường băng ở Trường Sa có thể cho phép máy bay Trung Quốc tiếp nhiên liệu, vũ khí và sửa chữa mà không phải bay hơn 1.000 km tới căn cứ gần nhất của Trung Quốc ở đảo Hải Nam. Bonnie Glaser, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế: các máy bay chiến lược H-6K từ Trường Sa có thể khiến các nước ở xa như Australia nằm trong tầm tấn công của không quân Trung Quốc. Những hành động của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa, từ các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo cho tới xây dựng cơ sở hạ tầng và bay thử nghiệm tế đá chữ thập, thể hiện chính sách lá mặt lá trái của nước này và đi ngược với những tuyên bố chính thức của Trung Quốc, bao gồm tuyên bố của các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc. Việc đưa máy bay ra đá chữ thập là bước leo thang mới của Trung Quốc ở Biển Đông. Nếu không bị ngăn chặn kịp thời, Trung Quốc sẽ được đà lấn tới, từng bước đưa máy bay và tàu chiến ra hoạt động thường xuyên tại các đảo đá nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Trường Sa, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, thậm chí có thể dẫn đến xung đột quân sự. Trung Quốc phải chấm dứt các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình, ổn định ở Biển Đông.